Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1, cho phép các quan chức và chính quyền bang được tiến hành sơ tán bắt buộc, phong tỏa các tuyến đường và làm mọi điều cần thiết để giữ an toàn cho người dân và tài sản. Tại New South Wales, trong ngày 2 tháng 1, có 113 đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát trên phạm vi toàn bang, với mức cảnh báo nguy hiểm và cháy nổ ở ngưỡng cao nhất. Khu vực đông nam của bang đang xảy ra nhiều đám cháy dữ dội, khiến lượng lớn khách du lịch bị mắc kẹt. Trong khi đó, khu vực bờ biển phía nam của bang cũng đang xảy ra tình trạng hỗn loạn do rất đông khách du lịch đã đổ về đây nghỉ dưỡng dịp Giáng sinh và năm mới. Hàng chục nghìn du khách đã phải sơ tán khỏi các thị trấn ven biển trước nguy cơ cháy rừng lan rộng. Các đám cháy bùng phát từ hôm 28 tháng 12 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Hơn 50.000 người phải sống trong cảnh mất điện và một số thị trấn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch.